Để tiếp nối cho căn nhà phường Tây Mỗ mà cái phần 1 mà anh có quay và gửi tới cho quý vị, cái căn nhà 30m xây 5 tầng, thì hôm nay trong video này em sẽ quay cái căn 34m thiết kế 5 phòng ngủ cho quý vị ra sao mà chỉ nhỉnh hơn có 200 triệu đồng thôi mọi người ạ. Hướng nhà Đông Bắc, diện tích 34m, thiết kế 5 tầng, 5 phòng ngủ riêng, đường ngõ trong nhà 2m, gần với gì ạ? Gần với Vinhome Smart City, gần với Vincom Megamall, gần với lại trục đường 70, gần với trung tâm thương mại Aeon Hà Đông, phù hợp với quý vị nào đi làm ở Hà Đông, làm ở Nam Từ Liêm, làm ở Cầu Giấy, làm ở Mỹ Đình. Sau đây mời theo em vào khám phá cụ thể căn nhà này. Với cái thiết kế cửa chính của ngôi nhà là hai lớp cửa, bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa gỗ kính. Thiết kế cái căn nhà này thì có phần nhỉnh hơn so với căn nhà bên cạnh mà video trước Ngọc Ánh đã review cho quý vị. Thì video này sẽ trả cái căn nhà này cho mọi người. Nếu như mà ai chưa xem được thì quý vị có thể xem ngay nhá. Với cái phần thiết kế của ngôi nhà này thì hợp lý hơn rất nhiều so với lại nhà kia. Bởi vì sao ạ? Thiết kế được phòng khách riêng biệt, phòng bếp riêng biệt, cầu thang ở giữa. Với phần hoàn thiện của ngôi nhà này thì cũng xong hết rồi. Theo như hiện trạng là quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, hồ sơ pháp lý chuẩn chỉnh, giá bán 3.600 triệu, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Thì cái phần hoàn thiện của ngôi nhà này tương đối là gần như là xong hết 100% cho quý vị rồi. Với phần gạch lát nền, kích thước gạch 80-80 vân đá. Và với phần không gian phòng khách thì đây, chủ nhà có ốp cho mình một cái vách PVC giả nhựa, giả đá nhưng thực tế của nó là nhựa. Độ bền của nó khoảng tầm được 10-12 năm. Và cái phần màu sơn chủ đạo của ngôi nhà này là thiết kế màu trắng, cho nên vào nhà nhìn không gian nhà diện tích nhỏ nhưng mọi người thấy không, nó rất là thoáng. Căn nhà này hướng nhà Đông Bắc mọi người ạ. Và nó thoáng trước thoáng sau nhá. Ngăn cách giữa phần cầu thang và phần phòng khách thì có cho mình một cái vách CNC ở đây. Vách gỗ rất là hợp lý, rất là đẹp và chắc chắn, kiên cố. Tiếp theo, phòng bếp riêng biệt cho quý vị nhé. Đây, không gian phòng bếp của một ngôi nhà 34m². Đây. Và đây, tại vì sao ngoài anh bảo thoáng trước, thoáng sau. Đây, căn nhà này là có mở được cửa ra đằng phía bên ngoài mọi người ạ. Rất là thoáng nhá. Và với cái hệ thống trần thạch cao, cả bếp này, cả phòng khách đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Với phần tủ bếp thiết kế hai màu, màu trắng và màu ghi màu xanh, rất là hợp lý. Đây, tủ bếp thiết kế gỗ MDF lõi xanh, độ bền từ 8-12 năm và thiết kế chỉn chu. Với cái không gian phòng bếp này thì chủ nhà là có làm lên tới tận trần cho mình, cho nên những cái phần chi tiết nhỏ như thế này thì quý vị thấy không, đấy là một chủ đầu tư rất là có tâm. Với phần gạch lát nền đây, và ở đây cái không gian phòng bếp cũng khá là thoáng, có thể kê được một bàn ăn 6 ghế cho hộ gia đình. Phần không gian ở phía trong phòng bếp thì được chủ nhà đây ốp toàn bộ gạch cho mình rồi nhá. Đây mọi người ạ. Đó, phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, chắc chắn, dày dặn. Chậu rửa, vòi rửa đều đã được lắp đặt đầy đủ, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Đứng từ cái phần phòng bếp mà ngắm nghía ra phòng khách kia là cũng rất là hợp lý mọi người ạ. Trong cái ngõ này thì chỉ có hai nhà sử dụng thôi, cho nên là cái phần để xe rồi mọi cái khá là thoải mái. Với phần tầng 1, ngoài phòng khách phòng bếp thì còn một phòng vệ sinh đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị ở phía dưới tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với 5 tầng ngủ mà thiết kế thế nào lại bực 5 tầng mà lại thiết kế được hẳn 5 phòng ngủ ạ mọi người. Đó, lát nữa mời theo em lên nhá. Trước khi lên trên phía các tầng phía trên thì toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá đen cổ trắng. Quan trọng nhất là vị trí bất động sản, Ngọc Ánh thường xuyên chia sẻ với mọi người rồi. Bất động sản nó phụ thuộc vào vị trí, nó mới quyết định lên giá thành. Căn nhà này cụ thể thuộc phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, đi lại giao thông thuận tiện, phù hợp với quý vị đi nào là đi làm ở trên này nhá. Và sau đây mời theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 2 của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế một phòng ngủ rất là rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài. Đây là phần phòng ngủ ở phía tầng 2. Với căn nhà này thì ban công từ tầng 2 cho tới lên tầng 4 thiết kế xây đua ra bên ngoài được mọi người ạ. Đó, ban công mở hướng ra phía bên ngoài, hướng nhà là hướng Đông Bắc.
ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều đã được lắp đặt đầy đủ. Tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ, hệ thống trần thạch cao, trần phào trang trí rất là đẹp mắt. Màu sơn chủ đạo là màu trắng, cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ cho quý vị, vuông vắn. Và căn nhà này có một cái phòng vệ sinh rất là rộng. Đây, quý vị ạ, rất là rộng. Một không gian phòng vệ sinh siêu rộng luôn, đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen cây tắm kệ góc. Đặc biệt với cái phòng tắm này thì quý vị có thể lắp bồn tắm này, hoặc quý vị có thể lắp cabin kính, rất là hợp lý, rất là thoáng. Đây, cửa sổ mở ra phía đằng sau cho mọi người nhé. Siêu rộng. Đây là một trong những cái nhà vệ sinh gần như là rộng nhất trong video của Ngọc Ánh quay. Bởi vì thường thường những cái nhà như này thì chủ nhà để phòng vệ sinh nó hợp lý hơn. Còn đây thì chủ nhà cố tình thiết kế như thế này cho quý vị nào nhá. Thích phòng tắm rộng, thích lắp bồn tắm hoặc là cabin tắm. Và sau đây mời quý vị em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với phần tầng 3 và tầng 4 thì thiết kế giống hệt như nhau. Hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đây là phòng ngủ đầu tiên của phía tầng 3, hướng ra phía mặt ngõ mọi người ạ. Đây, phòng nào cũng được thiết kế rất là cầu kỳ, chỉn chu. Giá bán 3.600.000.000 thì cái căn nhà này quý vị có thể vay được ngân hàng tối đa 2 tỷ. Phần còn lại thì là quý vị chi trả trước tiền mặt nhé. Với những cái lãi suất từ 9.4 tại thời điểm hiện tại cho tới 10.5 đến từ những ngân hàng như Agribank hoặc là BIDV. Đây là phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ, đầy đủ về bồn cầu, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, vắt khăn giá, kệ góc. Đó, những cái chi tiết rất là nhỏ. Cửa thông phòng thì là cửa gỗ, cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Phòng ngủ ở phía bên trong đây, phòng nào cũng thoáng, ngập tràn ánh sáng. Đây mọi người ạ, đó, rất là thoáng nhá. Không làm cửa sổ chết đâu mọi người ạ, mà mở cửa sổ ra được. Phòng nào cũng vậy, vuông vắn, dễ dàng kê đồ. 5 phòng ngủ lận. Và tầng 4 cũng thiết kế tương tự như tầng 3. Còn lại thì tầng 5 thiết kế ra sao, mời mọi người đừng rời mắt khỏi video. Và đây là phần thiết kế tầng 5 của ngôi nhà. Với cái phần thiết kế ở trên đây có một cái ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Căn nhà này phù hợp cho quý vị nào thích trồng cây ở trên này. Bởi vì tầng 5 thiết kế hai phần trước và sau đều là sân phơi. Đây, đều là một cái sân siêu rộng cho quý vị. Dân cư đông đúc, giao thông đi lại thuận tiện, rất hạnh quanh đầy đủ tiện ích đầy đủ cho quý vị. Với cái vị trí thuộc phường Tây Mỗ này, giá bán 3.6 tỷ. Quý vị muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.